Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên cầm theo gậy lao vào đánh nhau kinh hoàng trên phố Sài Gòn gây xôn xao cư dân mạng. Điều đáng chú ý, giữa hai nhóm thanh niên là những người mặc đồng phục của tài xế xe công nghệ gồm GrabBike và GoViet. Được biết, sự việc xảy ra tại một con phố ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm người này vừa chửi vừa lao vào đánh nhau, nhiều xe máy đổ trên đường. Nguyên nhân của sự việc khiến nhiều người không khỏi tò mò. Đoạn clip trên hiện vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nguyên nhân cuộc ẩu đả là gì nhưng sự việc đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới trật tự công cộng, khiến cư dân mạng nổ ra cuộc tranh cãi bàn luận xôn xao. Nhiều người đồn đoán rằng hai bên xô xát có thể vì mâu thuẫn trong công việc do cùng làm nghề lái xe ôm. Các bạn thì nghĩ sao? Hãy cùng chia sẻ với Sen Vàng TV nhé!